Mình xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Và cứ mỗi một lần đến với Khẩu Vị Ngôi Sao 17:50 chủ nhật hàng tuần trên HTV7, chúng ta sẽ lại cùng nhau khám phá thêm khẩu vị của một ngôi sao khách mời, cũng như được gặp gỡ, biết thêm nhiều những bí quyết nấu ăn. Các khán giả ơi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng với Tuyên Tăng chào đón vị khách mời, nữ ca sĩ Tia. Xin chào. Xin chào quý khán giả của Khẩu Vị Ngôi Sao, mình là Tia, mình là ca nhạc sĩ. Từ trước đến giờ thì Tuyền Tăng với Tia cũng đã có quen biết nhau, gặp gỡ trong rất là nhiều sự kiện rồi. Và chủ yếu những lần gặp nhau là hỏi han nhau về công việc thôi, đúng không nào? Nhưng mà hôm nay mình có mặt trong căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao thì xin phép được chuyển chủ đề qua một chút xíu về vấn đề ăn uống, ẩm thực. Và Tuyền tin là cái chủ đề này nó vô cùng hấp dẫn, không chỉ riêng với quý vị khán giả hay là Tuyền Tăng mà cả Tia nữa, đúng không? Đúng chính xác. Tia là biết là Tia rất là nấu ăn rồi. Nghe nói mà hết tít mắt luôn, là biết có nhiều chuyện để kể lắm. Mà nhiều chuyện như vậy thì phải vô phòng khách của Khẩu Vị Ngôi Sao ngồi trò chuyện với nhau. Xin mời. Xin mời Tia. À, thấy chưa? Nói chuyện về đồ ăn ẩm thực là phải ngồi ở đây để mình có thể tỉ tê đủ thứ trên trời dưới đất, đúng không nào? Tia là một ca sĩ mà cứ mỗi lần xuất hiện là mình sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và hết mình trong mỗi một phần trình diễn. Nhưng mà thật ra những người nghệ sĩ như chúng tôi á thì cái lịch làm việc nó cũng khá là thất thường. Nhiều khi đi sớm về khuya là một cái chuyện diễn ra hàng ngày, đặc biệt là trong cái mùa đắt show luôn. Vậy thì làm sao để mà mình lúc nào cũng giữ được cái thần thái đó? Có cái bí quyết nào trong cái chuyện ăn uống không? Dinh dưỡng là một cái mà Tia cực kỳ quan tâm luôn á. Tại vì Tia rất là quan tâm đến sức khỏe. Tại vì mình cũng thích ăn nữa, nhưng mà mình hay có xu hướng là ăn những cái đồ mà nó không có tốt cho sức khỏe, quá mặn hay là quá ngọt. Thì Tia sẽ cân bằng dinh dưỡng bằng cách là sẽ ăn nhiều rau hơn và ăn nhiều cái hạt ngũ cốc hơn. Như vậy là chúng ta cũng đã biết được một chút xíu về Tia là một người rất là quan tâm trong cái vấn đề là chọn lựa thực phẩm ăn uống hàng ngày, để lúc nào cũng có thể giữ được cân bằng về thần thái, năng lượng cũng như là cái cân nặng của mình. Mình làm nghệ sĩ mà lúc nào là cũng phải xuất hiện lộng lẫy và tràn đầy sức sống trước khán giả, đúng không nào? Rồi, nhưng mà để hai người con gái mình mà ngồi nói chuyện không thì nó buồn á. Phải có cái gì đó cân bằng cho cái không khí nó sôi nổi hơn. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với cái phần đó thì Tuyền Tăng cũng sẽ mời Tia là mình sẽ đặt hàng hai món ăn mà Tia mong muốn được thưởng thức trong chương trình của mình ngày hôm nay. Thì ở đó có hai cái tờ giấy, Tia sẽ ghi vào trong đó những cái món ăn mà mình khao khát được thưởng thức. Ok, rồi đây, bây giờ cho Tuyền xin phép được nhận món ăn yêu cầu đến từ nữ ca sĩ Tia. Và xin được bật mí luôn, Tia ngày hôm nay sẽ không chỉ ngồi đây chia sẻ về những cái sở thích, những cái bí quyết trong nấu ăn hay là ăn uống của mình, mà còn sẽ được thưởng thức hai món ăn mà bạn vừa mới đặt hàng cho căn bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Như Tuyền Tăng có nói là mình phải cân bằng, phải để sự xuất hiện của hai người bạn, phải để sự xuất hiện của hai người bạn. Trời đất ơi, lẹ dễ sợ luôn, nói đúng nè. Đây là những người bạn trai rất là trẻ trung, rất là thanh lịch và đặc biệt là nấu ăn ngon nha. Đó là hàng hiếm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai người bạn sẽ đồng hành cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao ngày hôm nay. Xin được chào đón sự xuất hiện của hai người bạn Giang Võ và Gia Hữu. Xin mời. Yeah, xin chào hai bạn. Hello. Hello. Hai bạn ngon. Xin phép được mời hai bạn sẽ lần lượt giới thiệu về bản thân mình. Ai trước nè? Dạ em trước ạ. Em tên là Giang Võ. Hiện tại em đang là sinh viên năm 2. Bên cạnh đó thì em có tham gia nghệ thuật với vai trò là một người mẫu ạ. Hợp lý. Rồi mình có thể giới thiệu thêm một chút xíu cái kỹ năng nấu nướng của mình, ví dụ những cái món tủ của mình là gì chẳng hạn? Em đến từ thành phố Nha Trang. Thì những món ăn của em chủ yếu thường là những cái món liên quan về cá. Nói chung là những cái món liên quan đến cá là bạn sẽ có cái kỹ năng sơ chế để mà mình ra được cái món ăn nóng sốt và ngon nhất, đúng không nào? Dạ đúng một rồi. Đối thủ đáng gần nha. Còn Gia Hữu thì sao nè? Em tên là Gia Hữu, em đang là giám sát công trình của một công ty ở Thủ Đức. Còn về nấu nướng thì sao? Em thì ngược lại với bạn, bạn ở dưới biển thì em lại ở Đắk Lắk, em ở trên núi. Chị Gia Lai nè. Gia Lai. Cơ bản thì em chuyên nấu vào những cái món về thịt động vật. Mỗi người xuất hiện trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những cái kỹ năng, có những cái lợi thế riêng. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là mình không có biết là Tia đang đặt hàng cái món nào trong chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Đó, cho nên là đây là cái mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Và bây giờ, tất cả các bạn đã sẵn sàng để khám phá khẩu vị của Tia chưa nào? Dạ, sẵn sàng.
À, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thử thách đầu tiên của chương trình. Để xem là thử thách là gì thì xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình ngay sau đây. Trên màn hình của chúng ta đang có 5 ô số. Cứ mỗi một ô số sẽ có một thông tin về khẩu vị của Tia. Và nhiệm vụ để có thể lật mở hết tất cả những ô số này đó là phải vượt qua các thử thách của chương trình. Sẽ có một trong số 5 ô số này của chúng ta có chứa huy hiệu thần bếp. Và nếu như một trong hai bạn may mắn lật được ô số có chứa huy hiệu thì các bạn sẽ được hưởng đặc quyền khi bước vào căn bếp của mình. Đặc quyền đó sẽ có hai lựa chọn. Một là bạn sẽ thoát khỏi thử thách khi ở trong căn bếp. Hai là bạn sẽ có một cái yêu cầu với Tia hoặc là MC đây là Tuyền Tăng có thể hỗ trợ bạn các cái quá trình sơ chế trước khi mà bạn thực hiện nấu món ăn đó. Cái đó tùy thuộc vào bạn chọn, nhưng mà quan trọng là mình phải mở được cái huy hiệu thần bếp đó. À, mình sẽ có những câu hỏi nè, mình sẽ có những cái thử thách liên quan đến vận động nữa. Tại vì trước khi vô bếp mình cũng sẽ phải khởi động nhẹ nhàng trước chứ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử thách đầu tiên sẽ là gì. Thử thách đầu tiên của chúng ta sẽ là về câu hỏi. Hai bạn sẽ cầm bảng của mình lên. Câu hỏi của chúng ta như sau. Nguyên nhân nào khiến vỏ bánh nướng bị mềm và dai mà đúng ra nó phải giòn và xốp? A. Quá nhiều bột. B. Men cho vào bánh. C. Nhiều bơ. Thời gian dành cho các bạn 5 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Cái anh kia thì không biết sao, chứ anh ngồi kế bên là không chỉ đẹp trai mà hiền quá trời hiền luôn. Người ta là chỉ cần ghi A, B hoặc C. Anh ghi nguyên một cái đáp án của chương trình luôn, cái thành ra ghi không đủ quý vị dạ. Rồi nếu như cái này là quá nhiều gì ta? Bột. À, quá nhiều bột. Ủa, cái này phải tính được bột không? Thôi lát nữa để coi du di qua. Đó, thấy người ta không? Nhanh, gọn, lẹ. Phương án là B. Câu hỏi đầu tiên thôi chấp nhận đây sẽ là quá nhiều bột nha. Nhưng mà quan trọng là đáp án nằm trong tay Tuyền Tăng là gì đây? Nguyên nhân nào khiến cho vỏ bánh nướng bị mềm và dai mà đúng ra nó phải giòn và xốp? Nguyên nhân đó đến từ phương án A. Quá nhiều bột. Như vậy là xin được chúc mừng bạn Gia Hữu đã có câu trả lời chính xác đầu tiên. Tuyền xin phép được chia sẻ thêm thông tin. Khi mà mình bỏ quá nhiều bột thì nó sẽ kích hoạt gluten. Và đây là một loại protein tổng hợp giúp cho bột của bánh nó dẻo và dai hơn. Có một số bánh nó sẽ cần như vậy, giống như là bánh mì hay là pizza. Nhưng mà đối với một số loại bánh nướng thì họ cần giòn và xốp chứ không có cần dẻo và dai. À, cái này là mình lưu ý nha, là một cái tip, một cái bí quyết để mà mình có thể làm được những cái chiếc bánh hấp dẫn hơn. Như vậy một lần nữa cũng xin được chúc mừng Gia Hữu đã giành cơ hội chiến thắng một điểm đầu tiên về cho mình. Và đã đến lúc tất cả chúng ta cùng nhau khám phá thông tin đầu tiên về khẩu vị của Tia. Canh của mẹ. Tia là một người thích ăn những cái gì dễ ăn, đồ nước. Tia rất là thích ăn canh. Thì cái canh mà hồi nhỏ Tia hay được ăn là canh cải thịt bằm. Nó rất là đơn giản. Nhưng mà có một cái câu chuyện đó là lúc mà càng lớn lên á thì mẹ của Tia nấu canh càng nhạt đi. Tại vì mẹ Tia lớn tuổi. Một cái sự mà đánh dấu cái tuổi tác của mẹ Tia. Đó thì đó là cái mà Tia cảm thấy có nhiều kỷ niệm và cảm xúc nhất. Đúng rồi. Mình thấy được những cái giai đoạn của mẹ mình ở trong đó luôn. Dễ thương quá. Còn hai bạn của chúng ta thì sao? Hai bạn có sống gần gia đình không hay là sống xa gia đình? Dạ em thì em sống xa gia đình từ năm em 18 tuổi. Thì một năm em cũng về quê có một lần thôi. Như em... vậy là sẽ rất là hiếm hoi có những cái buổi mà cả nhà cùng quay quần bên nhau đúng không nào? Dạ. Còn bạn này thì sao đây? Em thì sống cũng gia đình nhưng mà được cái là em thì hay về. Vâng. Cảm ơn những chia sẻ của mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẵn sàng đến với thử thách tiếp theo. Quay trở lại màn hình để coi cái gì đang chờ chúng ta nha. Lại tiếp tục là một câu hỏi nha. Sẵn sàng nha. Muốn nước cá kho hoặc nước kho quẹt sền sệt, bạn nên thêm thứ gì vào nồi kho? A. Dầu ăn hoặc mỡ. B. Nước cơm hoặc nước cháo. C. Nước mắm. Thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Cả hai bạn đều chọn là phương án C. Và đáp án của chương trình: muốn nước cá kho hoặc nước kho quẹt sền sệt, bạn nên cho thêm nước cơm hoặc nước cháo. Và đáp án của chương trình đó là B. Thế
thêm nước cơm hay nước cháo vào món kho quẹt hay cá kho, bạn sẽ có một thứ nước kho sền sệt. Và đây là kinh nghiệm làm món kho của người miền Tây. Trước khi bắt nồi kho khỏi bếp, bạn cho vào đó một muỗng canh dầu hay mỡ thì cá kho sẽ béo và bóng đẹp. Còn nước mắm thì chỉ làm tăng độ đậm đà chứ không làm tăng độ sệt cho nước kho. Đúng là trong cái nồi cá kho của mình á, nó sẽ có nước mắm ở trong đó chắc chắn rồi. Cái vị mặn mòi mà làm sao mà thiếu được. Nhưng mà chắc là mình hơi lộn chút xíu thôi. Cái vị mặn mòi đó đến từ nước mắm. À, còn mình muốn cái nước nó sền sệt thì phải là nước cơm hoặc là nước cháo. Biết đâu mình thêm bí quyết này mốt mình về nhà đó, mình làm một nồi kho mình giới thiệu nha. À nha, cái này là cái bí kíp con học được từ khẩu vị ngôi sao đó, làm cho nhà đúng không? Không ai được điểm hết, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ tiếp tục khám phá một cái điều mới trong khẩu vị của Chia. Xin mời. Hồi đầu tiên là mình có canh của mẹ, bây giờ là món quen cùng ba. Đây, món quen cùng ba là sao ta? Siêu quen luôn. Hồi xưa ba là hay kiểu cứ khuya rồi ăn mì tôm. Xong rồi nghe mùi mì tôm buổi khuya nha, tức lắm, lúc nào cũng bị thèm hết á. Nhiều khi đang coi phim vậy á, cái này mình cũng lấy ra mì làm, mình làm, mình ăn. Vậy đó. Vậy là Tia giống như Tuyền Tăng mà người ta thường hay nói là con gái là thường thân với ba. Tuyền Tăng với ba tới tận bây giờ luôn nha. Cái mùa Tết á là cũng kiểu ăn rồi đói rồi. Bữa đó là ở trên lầu cao thì chạy xuống dưới bếp để kiếm đồ ăn, cái vừa xuống dưới bếp thấy, ủa, ba đang ngồi ăn gì vậy? Cái ba kiểu bị bắt bại cái hết hồn. Đang ngồi ăn, thôi vô ăn chung. Ba với con gái là có rất là nhiều câu chuyện gắn kết với nhau dễ thương như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo để coi có phải là câu hỏi nữa không hay là cái gì đây. Xin mời. Câu hỏi nữa. Nói đúng luôn câu hỏi nha. Quê hương ở tận cao nguyên, về đây để họ đem nghiền, đem xây, đố là hạt gì? 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Xin mời. Có cà phê. Cà phê. Và làm sao mà hai cái phương án này không chính xác được? Hoàn toàn chính xác, chúc mừng các bạn, quá rõ ràng luôn. Ô số tiếp theo sẽ nói gì về Tia đây? Xin mời. Ủa thường nha, thấy mình gặp mới thích 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 rồi mình mới yêu. Ở này sao vì yêu mà thích là sao? Giải thích liền. Là mọi người cũng biết là Hiếu á, Hiếu có một cái món đó là nghêu hấp Thái. Mới đầu á là Tia rất là không thích hải sản, nhưng mà lúc mà Hiếu ăn nhiều quá xong rồi tí cũng bị thích theo. Có nghĩa là quen với người yêu rồi ăn cùng với người yêu những cái bữa ăn rồi biết nữa bạn thích cái món gì, cái ăn riết cái mình mê luôn cái món đó. Nhiều khi sau này mình còn ghiền hơn cái món đó nữa nha. Vậy là mình biết thêm được cái món mà Tia thích đó là nghêu hấp Thái đó nha mọi người. Cho hỏi xíu là hai chàng trai của chúng ta đang độc thân hay là đã trong một mối quan hệ nghiêm túc rồi? Em thì chưa, em vẫn độc thân. Chưa mới hả? Độc thân có nghĩa là còn bạn thì sao? Dạ em thì cũng đang độc thân rồi. Đang độc thân vậy là chưa có trải nghiệm cái cảm giác mà cùng nấu ăn, cùng ăn những cái món ăn ngon với người yêu đúng không nào? Không sao đâu, có Tuyền đây. Vẫn còn rất nhiều những cái cô gái rất là dễ thương, tốt bụng đang chờ đợi các bạn trong thời gian sắp tới, không sao hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo từ chương trình nhé. Đây là thử thách ưu tiên dành cho hai người chơi của chúng ta. Với thử thách này thì mời hai bạn sẽ đặt bảng và bút xuống. Hai bạn sẽ đứng lên, tập trung lại tại khu vực ở phía trước. Bốn mắt nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau. Nếu mà ai chớp mắt trước hoặc cười trước thì người đó sẽ là người thua. Người còn lại sẽ giành ưu tiên lật được một ô số. 3, 2, 1, bắt đầu. Chết rồi, sao kêu tôi làm trọng tài cái trò này chi vậy trời. Quan sát gần tôi bủng rủng cả tay chân. Bên này chớp mắt trước. Một lần nữa xin được chúc mừng chiến thắng đã thuộc về Gia Hữu. Yeah. Thôi không sao. Không sao hết, vẫn còn nhiều cơ hội. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại phòng khách để khám phá thông tin tiếp theo. Xin mời. Bánh quê ngoại, xin mời. Bánh bèo đó. Thì không biết là bánh bèo quê ngoại của Tia sẽ là cái loại nào. Trời đã lắm luôn á. Đó là thịt heo bằm ra trộn với bột tôm, xong rồi làm nước sệt. Thì là sệt xong rồi chỉ có ăn với cái nước đó thôi, chứ không có cần nước mắm. Nó ngon mà kiểu
hiểu không? Trời đất ơi, mọi người tin không? Không biết là hai bạn Giang Võ với Giao Hữu sao, nhưng mà Tia, mỗi một lời mà Tia nói là trong đầu Tuyền nó hiện luôn cái dĩa bánh bèo đó, mà cái cảnh Tuyền đang ngồi chấm nước mắm vô cái miếng bánh bèo mà ăn thử nó ngon tới như vậy luôn á. Ủa quên, mình đang làm MC mà, lộn. Cho Tuyền hỏi chút xíu là quê ngoại của Tia là ở đâu? Ở Quảng Ngãi. À, ở Quảng Ngãi. Nhưng mà cái nước chấm bánh bèo á, thường Tia nghĩ là được sinh ra từ Huế. Bánh bèo thì là cái phong cách của miền Trung đúng không nào? Cái nước chấm thì là độc quyền. Đúng rồi. Của bà ngoại. Vậy nó thì gọi các là thể... nước sốt chứ không phải là nước chấm. Mã số mà chúng ta vừa mới lật mở ra thì có một cái huy hiệu thần bếp. Như vậy là Gia Hữu cũng chính là bạn sở hữu huy hiệu thần bếp. Bây giờ vẫn còn một từ khóa nữa. Vậy thì chúng ta cùng đến với thử thách tiếp theo để lật mở từ khóa đó nhé. Xin mời, thử thách đó là gì đây? Thử thách của chúng ta đó là đối kháng. Và đây sẽ là thử thách đối kháng dành cho hai người chơi của chúng ta. Nhiệm vụ của các bạn ở thử thách này như sau. Cả hai bạn sẽ cùng tập trung tại khu vực vạch xuất phát. Bước đầu tiên, các bạn sẽ gập người xuống để tay gần chạm đất và xoay đủ 5 vòng. Hãy dùng hết sự nỗ lực của mình và tiến lại bàn đang đặt đối diện với bạn. Tìm cho bằng được một chai nước có nước đang được đặt lẫn lộn trong số rất nhiều những chai đằng kia. Uống hết luôn chai nước đó. Bạn nào uống được đầy đủ 3 chai nước trong thời gian sớm nhất thì bạn đó sẽ là người chiến thắng. Rồi, các bạn đã hiểu rõ luật chơi chưa? Được rồi ạ. Và bây giờ 3, 2, 1 bắt đầu. 5 vòng. 1, 2. Bỏ tay xuống nha, bỏ tay xuống đất nha. 3. Không dân gian nha, để tay xuống đất nha. 4. Đếm đủ mới đi nha. 5. Trời ơi, cái gì vậy? Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Chọn chai có nước, uống từ từ, không sao, vẫn còn nhiều thời gian. Uống hết một cô chai lên, cô lên, cô lên, quay cô lên. Trở lại vị trí ban đầu, chưa có hết. Ủa, gì gì vậy? Bỏ tay xuống đất. Rồi, chạm tay xuống chất. Trời ơi, trọng tài dữ ghê luôn á. Đủ chưa vậy? Từ từ nha, uống từ từ nha. Trời ơi. Không có hỗ trợ được tức gì đâu á. Nè, 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 dừng lại. Chưa có đủ. Lúc, thơm ngon tới giọt cuối cùng. 1, đếm đủ nha. Bình tĩnh các bạn ơi. Trời ơi. Rồi, ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Hồi hộp với cả hai bạn đều đang uống những chai nước cuối cùng. Hết giờ. Và với trò chơi này thì người thắng cuộc đó chính là bạn Giang Võ. Xin được chúc mừng. Và bây giờ thì Tiền Thăng xin mời Giang Võ, Gia Hữu cùng với Tia sẽ quay trở lại với phòng khách của mình, bởi vì vẫn còn một dữ kiện nữa về khẩu vị của Tia cần chúng ta khám phá. Xin mời. Rồi, như vậy là chúng ta đã quay trở lại với phòng khách của nhà mình rồi, thì khám phá dữ kiện cuối cùng nào. Xin mời. Trời ơi, cá cười giòn giã. Chị rất là thích ăn cá chiên thì mỗi nó lần giòn ăn... giòn đó. Đúng rồi, ăn nó đã lắm. Đã. Ủa rồi giòn giã là sao? Có thấy là mấy cái con cá mà mỗi lần nó bị chiên lên là cái mỏ đó nha. Trời đất ơi, thì ra nên mới là cá cười giòn giã. Nhưng mà những cái món để làm cá chiên thì nhiều lắm, nhưng mà Tia đừng thích ăn cá gì. Cá gì cũng được hết á, đừng có quá nhiều xương. Mà lúc mà đã chiên lên rồi thì xương mà nhai được á thì nó sẽ tuyệt dễ vời luôn. Đúng rồi, đỡ mất công lừa xương. Ăn ngon giòn giòn sực sực nữa. Và các phần chia sẻ của Tia, các bạn cũng đã góp được cho mình thật là nhiều những cái lưu ý để chuẩn bị cho cái phần tiếp theo ở đây, đó chính là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Nhưng mà làm sao để chinh phục Tia? Trước tiên mình sẽ phải khám phá xem là hôm nay Tia đã đặt hàng chương trình hai món ăn nào. Và như các bạn cũng thấy thì xuyên suốt chương trình ngày hôm nay chúng ta đã vượt qua rất nhiều những thử thách, và người giành chiến thắng vượt ưu thế các thử thách sẽ là người được quyền chọn trước một món ăn trong số hai món ăn ở đây, và được quyền chọn khu vực bếp mà mình cảm thấy phù hợp với cái thói quen nấu nướng của mình. Qua các vòng chơi của chúng ta, kết quả phần thắng nghiêng về bạn Gia Hữu. Xin được chúc mừng. Như vậy thì Gia Hữu sẽ có ưu tiên chọn món và chọn khu vực bếp đằng kia nhé. Món đầu tiên,
Sườn non kho tiêu. Tôi nghi là anh này anh chọn sườn non nha, nhưng mà cũng chưa biết được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món thứ hai, cá mó chiên giòn. Trời ơi, sao mà chọn hay dữ vậy ta. Một món có thịt, một món có cá, đúng sở trường của hai anh này luôn. Bây giờ Giang Hữu chọn sườn non kho tiêu đúng không? Đúng rồi. Vậy thì người bạn còn lại cá mó chiên giòn là Giang Võ đúng không? Dạ. Rồi bây giờ cái này là tôi đoán không được nè. Giờ chọn căn bếp bên nào? Bên tay trái của Tuyền, đó là khu vực bếp bên trái nha. Còn ở phía bên ngoài của Tuyền đây là khu vực bếp bên phải. Bạn sẽ chọn bên bếp nào? À, bên phải ạ. Bên phải là bên ngoài cùng nha. Đâu đã vào đấy. Bây giờ mời cả hai bạn sẵn sàng đến với thử thách thứ hai, chinh phục khẩu vị ngôi sao. Xin mời. Với khẩu vị ngôi sao, hai người chơi của chúng ta đã đâu vào đấy, mỗi người đã có vị trí bếp riêng của mình. Bạn Giang Võ của chúng ta sẽ thực hiện cá mó chiên giòn, còn bạn Gia Hữu sẽ thực hiện món sườn non kho tiêu. Và có một cái điểm thú vị trong căn bếp của khẩu vị ngôi sao, đó là mỗi một căn bếp sẽ có thêm một chút xíu thử thách dành cho hai người chơi của chúng ta. Bạn Gia Hữu của chúng ta, bạn ấy sẽ phải đeo một cái bao tay đặc biệt xuyên suốt quá trình nấu bếp của mình. Và ở trong cái bao tay đó, nó không có đơn giản là mềm mềm êm êm của cái lớp vải đâu, sẽ có một cái miếng gỗ đặt ở trong đó. Trời như ơi. Vậy là cái khả năng thao tác cái phần bên tay mình đeo bao tay sẽ giảm đi phần nào. Hồi nãy là vô gặp Chia, gặp Tuyền Tăng là mặc áo vest, bây giờ là cởi ra luôn đó, để mà mình lăn xả vào bếp. Đây chính là tinh thần của người chơi. Tiếp theo là người bạn Giang Võ của chúng ta. Bạn ấy cũng đang rất là đau khổ, bạn ấy cứ nhìn xuống đôi chân của mình, tại vì rõ ràng là chân bạn ấy đã đổi một đôi giày mới, và đây là một đôi ủng đi mưa, nhưng ở bên trong có nước, không phải nước mưa mà là nước Nha Đam. Trời đất ơi, chương trình ơi. Và tôi nhắc luôn là bạn Gia Hữu ơi, bạn vẫn đang sở hữu huy hiệu thần bếp. Em muốn dùng huy hiệu luôn. Okay, chấp nhận luôn, mời bạn sẽ gỡ bỏ thử thách của mình. Rồi bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hay quá, sao mà sẵn sàng hay quá vậy, khi mà trên bàn của chúng ta chỉ mới có những nguyên liệu phụ thôi. Nhìn kỹ lại, bây giờ mới là cái phần quan trọng, mình phải có được cái nguyên liệu chính để chế biến món ăn. Và nguyên liệu chính đó, tất cả trọng trách sẽ thuộc về Chia. Why? Và Chia sẽ hỗ trợ các khách mời của mình bằng cách là vượt qua các thử thách chương trình đã định sẵn. Vượt qua một thử thách, lấy được một nguyên liệu chính. Chị sẽ vì các em. Hai bạn cùng chờ đợi nhé. Tuyền Tăng và Chia sẽ di chuyển ra khu vực thực hiện thử thách. Rồi. Bây giờ mời Chia đứng ở vạch xuất phát. Đứng đây hả? Đúng rồi, luật chơi của chúng ta như sau. Trong mỗi một lần Tuyền kêu 3 tiếng đếm thì Chia sẽ phải thực hiện một kiểu dáng bất kỳ theo đề bài của Tuyền Tăng. Và khi mà Tuyền kết thúc ở tiếng đếm thứ 3, bạn sẽ phải giữ nguyên tư thế đó. Và cứ mỗi một lần thay đổi tư thế thì Tia sẽ có quyền di chuyển lên một cái khoảng cách nhất định tùy bạn. Nhưng mà lưu ý nha, là tại thời điểm Tuyền đếm 3 thì bạn phải dừng lại. Ok. Và cứ di chuyển thế liên tục cho đến khi nào mình tới được điểm đích đằng kia thì mình sẽ mở ra và biết nguyên liệu dành cho bạn nào. Ok. Ok, sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Yeah. Bắt đầu. Sợ hãi quá bạn. Tiếp tục. Ngã nhào. 1, 2, 3. Cái này là ngã gì vậy? Siêu nhân cuồng phong. 1, 2, 3. Mắc cỡ. 1, 2, 3. Cái này là mắc cỡ hả? Ok. Yoga. 1, 2, 3. Tập cái này chắc là cảm thấy rất là thoải mái, nhẹ nhàng đúng không nào? Tia sẽ ghim. Đừng ghim để mình tiếp tục nha. Bị đau bụng. 1, 2, 3. Giật mình. 1, 2, 3. Cô tắm nấu cơm. 1, 2, 3. Nàng tiết cá. 1, 2, 3. Cô bé quẹt chim. 1, 2, 3. Trời ơi, cái này là quẹt chim hay là đang xỏ kim vậy trời? 1, 2, 3. Gập bụng. Gập bụng. Gập bụng. 1, 2, 3. Đúng rồi, có rất nhiều cách gập bụng khác nhau. Buồn bã. 1, 2, 3. Cho các em đây. Rồi bây giờ sẽ là sườn non kho tiêu. Trời ơi, các bạn khán giả thấy nhìn không? Là đúng luôn á, đúng. Người biết nấu ăn có khác. Trời. Mà thao tác còn
còn rất là gọn gàng và sạch sẽ nha. Như vậy là vẫn còn thiếu một nguyên liệu chính nữa của bạn Giang Võ, cho nên chúng ta phải giúp bạn thôi. Thử thách của chúng ta rất là đơn giản, có tên là thổi nến. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 cái nến và nhiệm vụ của Tia là thổi hết nến này là xong. Chúng ta sẽ phải thổi nến qua một cái lớp màn đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Cứ thổi lần lượt lần lượt. Ok, sẵn sàng chưa? Rồi. 3 2 1 bắt đầu. Trời ơi. Trời ơi. Ủa sao vậy? Trời ơi, sao mà không dễ quá trời, không có gì không làm khó được Tia. Một hơi luôn nữa, một hơi nữa ba cái. Trời ơi, một chút xíu nữa thôi, ráng lên nè. Trời ơi, thử thách này quá là dễ luôn. Gian cái yeah. Đưa liền cả mó, cả mó. Rồi, nhìn cá mó chiên giòn nha. Đây là cá cười giòn giả đây. Đây. Cảm ơn chị. Như vậy là Tia đã hỗ trợ hai người bạn của chúng ta tìm được nguyên liệu chính để chuẩn bị cho phần chế biến món ăn. Bây giờ cảm thấy như thế nào? Thấy mệt chưa? Thấy mệt đói chưa? Thấy đói rồi đó. Đói lắm rồi đó. Thấy mệt, thấy đói thì bây giờ mình nghỉ ngơi chút xíu để dành không gian cho hai bạn của chúng ta được trổ tài nấu nướng nha. Được rồi, đi thôi. Sau một thời gian chế biến thì ở phía trước của Tiền Tăng và Chia đây chính là hai thành phẩm đến từ hai người bạn của chúng ta. Đây là cá mó chiên giòn, cá mó giòn giả đi ha. Còn đây là sườn non kho tiêu và đã đến lúc mời Chia thưởng thức. Giờ chọn món nào trước nè? Chia sẽ ăn thử thịt trước. Thịt trước nha. Rồi, mời Chia. Con chờ mình cùng ăn chung chứ. Dạ, xin phép. Trời ơi, vậy phút biết lâu lắm rồi. Mời Chia trước đi. Ok, xin mời. Rồi, xin phép mời mọi người, mời khán giả xin nha. Xin mời mọi người. Thật sự á, là lúc mà tôi nhìn á, tôi thấy nó không có giống màu của mấy cái món thịt mình hay ăn đâu. Đúng rồi. Nhưng mà ăn vô á, rất là đậm đà. Đúng rồi. Nếu như mà mình muốn cái món ăn của mình dậy vị hơn á, với lại hôm nay mình không có cơm trắng nên ăn nhiều xíu nó sẽ hơi mặn một chút xíu. Bây giờ mình sẽ uống một miếng nước nha. Okay. Tráng miệng. Để tráng miệng nha. Thử tiếp món tiếp theo. Cá cười giòn giả nha. Ê khoan, còn một chén nước chấm ở đây rồi. Yeah. Ôi coi đã quá trời. Quan trọng lắm là cái nước chấm nha. Thêm miếng cà chua đi, đây đây, để Tiền Tăng gấp cho. Cắn miếng cá ăn miếng cà. Ăn thử em. Ăn thử luôn hả? Chị rất là thích ăn cá nhưng mà nó phải bốc cái vị lên mũi á. Mà em có thấy là em mới có để lên vô miệng là nó để. Thấy cá giòn đúng chuẩn cá cười giòn giả không? Cái nước chấm thì sao? Đỉnh. Quá tuyệt vời luôn. Những chàng trai của chúng ta ngày hôm nay là thanh lịch, nhẹ nhàng, tinh tế và đặc biệt là rất là giỏi nấu nướng. Và phải nói một điều là khiến cho những cô nàng vụng về như Tuyền Tăng là cảm thấy là khâm phục các bạn và già phải coi lại chính mình. Đó. Vẫn phải quyết định chọn một người thắng cuộc trong cái phần chinh phục khẩu vị ngôi sao thôi. Cái món ăn nào mà cảm thấy thuyết phục Tia nhất? Hôm nay rất là cảm ơn Gia Hữu và Giang Võ. Bởi vì mọi người đã nấu cho Tia ăn. Đó, mọi người cũng thấy là Tia rất là quan trọng về cái bữa ăn gia đình. Và cái khẩu vị của mình nó cũng thuộc về cơm gia đình. Cho nên là Tia, sorry em, thì xin phép chọn món cá. Tại không phải là vì Tia thích cá, mà là vì nó gợi được rất là nhiều cái không khí gia đình của một bữa cơm. Người chiến thắng ở phần chinh phục khẩu vị ngôi sao đó chính là món cá mó chiên giòn của bạn Giang Võ. Xin chúc mừng.
Quà tặng đây rồi, quà tặng đây rồi. Và đây chính là giải thưởng dành cho người thắng cuộc tại khẩu vị ngôi sao tuần này. Và xin phép được gửi lại cho Tia để tận tay bạn sẽ tặng đến cho nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Giang Võ một lần nữa xin được chúc mừng. Cảm ơn cả Giang Võ, cảm ơn cả Gia Hữu và đặc biệt là Tia đã đến đây và chia sẻ cho mọi người rất là nhiều những bí quyết về nấu ăn cũng như là cái thói quen ăn uống lành mạnh của mình. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn sẽ có thật là nhiều sức khỏe, có thêm nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống. Tia có điều gì muốn nhắn gửi đến với quý vị khán giả không ạ? Tia hy vọng rằng mọi người sẽ luôn luôn cân bằng dinh dưỡng của mình cũng như là tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Và cũng xin chúc cho hai bạn đây sẽ luôn luôn giữ được nhiệt huyết đối với các món ăn. Đúng rồi. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và cũng xin được gửi lời chào tạm biệt đến với tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Khẩu Vị Ngôi Sao, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và cũng đừng quên, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau vào 17:50 chủ nhật tuần sau trên HTV7 để gặp gỡ một ngôi sao mới nữa và khám phá thêm nhiều những điều thú vị của ẩm thực. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.